Thưa cha, trong năm phụng vụ, con thấy có nhiều ngày lễ của Đức Mẹ hơn cả Thánh Giuse và các thánh. Lễ kính Đức Mẹ chỉ sau Chúa thôi. Có người bạn giải thích với con, các lễ kính Đức Mẹ phản ánh rõ ràng mầu nhiệm của Chúa Kitô. Năm phụng vụ sẽ không trọn vẹn nếu không cho thấy một sự hiện diện của Đức Mẹ. Có đúng như điều người bạn của con giải thích không thưa cha? Nếu đúng như vậy, tầm quan trọng và ý nghĩa của các ngày lễ kính Đức Mẹ trong năm phụng vụ ra sao? Thưa cha, đây là câu hỏi đầu tiên mà con gửi đến cha từ Missouri, Hoa Kỳ của khán thính giả Tiffany Hồ ạ. Chúng ta biết theo lịch sử đó thì lễ kính Đức Mẹ xuất hiện trễ hơn việc tôn kính các thánh. Tới thế kỷ thứ 3 thì giáo hội đã tôn kính các thánh tử đạo như là những mẫu gương các ngài đã để cho cuộc đời của mình trở thành một lời chứng và trở nên giống Chúa Kitô. Tới thế kỷ thứ 4 thì mới mừng kính các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu như là lễ Giáng sinh vân vân. Và phải đến thế kỷ thứ 5, đặc biệt sau năm 431 với công đồng Ê-phê-sô, khi mà giáo hội công bố tín điều đầu tiên Đức Maria là Thiên Chúa Thánh Mẫu, thì lòng yêu mến, sùng kính cũng như những suy tư thần học về Thánh Mẫu phát triển hơn trong giáo hội và biết đến các ngày lễ kính Đức Maria. Và quả thật như lời nhận định của khán giả gửi cho chúng ta, trong một năm chúng ta nếu tính 365 ngày, mà nếu ngày nào cũng kính các thánh thì không có chỗ, bởi vì rất nhiều vị thánh trong giáo hội công giáo ngày hôm nay. Thế nhưng mà lòng sùng kính đã cho chúng ta thấy rằng Đức Mẹ có một vị trí rất đặc biệt đối với hội thánh. Ở trong kinh Tiền Tụng, Đức Mẹ đã được nhắc đến danh thánh của Ngài. Và tôi hay nói đùa phải đến 20 thế kỷ sau, đến thế kỷ 21 thì danh của Thánh Giuse mới được đưa vào trong kinh Tiền Tụng. Và không chỉ trong cử hành thánh lễ, chúng ta thấy trong các mùa phục vụ, Đức Maria cũng là một gương mặt sáng ngời, giáo hội giới thiệu từ mùa vọng sang mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh, hình ảnh của một người tín hữu, của một môn đệ Chúa Kitô phản chiếu và trở nên gương sáng cho giáo hội. Rồi trong một năm chỉ có 12 tháng thôi thì chúng ta đã thấy đã có 2 tháng dành cho Đức Mẹ rồi. Tháng 5 vẫn quen gọi là tháng hoa và tháng 10 là tháng Mân Côi. Và cụ thể về các ngày lễ kính Đức Mẹ, thực ra thì gọi là nhiều thì cũng là nhiều thật, nhưng chúng ta không khó để nhớ. Thứ nhất là có 4 lễ trọng kính Đức Mẹ, có 3 lễ kính, 4 lễ nhớ buộc và 4 lễ nhớ tự do. 4 lễ trọng đó là những lễ nào? Chẳng hạn như là lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, lễ mẹ truyền tin, lễ đế truyền tin, lễ Đức Mẹ Mông Triệu, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đó thì 4 lễ trọng. Chúng ta biết là khi mà giáo hội cử hành các lễ này với bậc lễ trọng đó, giáo hội muốn diễn tả một chân lý đức tin của Kitô giáo. Chẳng hạn khi mà chúng ta mừng lễ truyền tin thì trọng tâm của thánh lễ, ánh nhìn của hội thánh vẫn là chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô. Hay là ngày lễ Đức Mẹ Mông Triệu, chúng ta ca ngợi hồng phúc mẹ được thưởng trên thiên quốc cả hồn và xác. Nhưng mà giáo hội chiêm ngắm một phần tử đạt đến vinh quang nhờ ơn cứu độ mà Đức Kitô mang lại. Hoa trái của ơn cứu độ mà mẹ là người đã đón nhận hoa trái đó một cách trọn vẹn. Và nhờ mẹ chúng ta xác tín về một tương lai mai hậu, về một nước trời, về một vương quốc mở ra để chào đón con cái của hội thánh. Thế cho nên khi cử hành các lễ trọng, giáo hội diễn tả các chân lý đức tin Kitô giáo. Còn các lễ kính thì sao? Có 3 lễ kính: lễ Đức Mẹ dâng con, lễ thăm viếng và sinh nhật của mẹ. Nhưng lễ kính này đó, giáo hội hướng về Đức Maria với các biến cố quan trọng trong cuộc đời của mẹ. Và còn lại 4 lễ nhớ buộc và 4 lễ nhớ tự do diễn tả cái lòng đạo đức bình dân của người Kitô hữu. Thế cho nên có thể nói như nhận định vắng bóng Đức Mẹ thì có lẽ phụng vụ cũng mất đi một cái nét khởi sắc, mất đi một mẫu gương rất là tuyệt vời của đời sống đức tin, của đời sống Kitô hữu.
Đức Maria là một phần tử ưu tuyển của Hội Thánh, gương mẫu để Hội Thánh chiêm ngắm mẹ và đạt đến cái sự thành toàn trong đời sống đức tin của mình.